Xin chào, chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của VidiaShop. Chưa đầy 100 ngày nữa là Tết đến nơi rồi. Nếu các anh em vẫn chưa biết sẽ làm gì trong dịp Tết này thì chơi lớn tậu luôn một dàn karaoke về hát cho vui nhà vui cửa nhé. Còn việc tìm dàn ngon thì cứ để Vidia lo. Một dàn karaoke toàn các thiết bị chính hãng, siêu chất lượng mà giá cả vô cùng hợp lý, còn được phối ghép chuẩn từ các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm. Dễ dàng phối ghép vào cân chỉnh, kết hợp nhiều tính năng hiện đại, đảm bảo sẽ khiến các anh em hài lòng vì những trải nghiệm tuyệt vời mà dàn karaoke mang lại. Vidia xin giới thiệu với các anh em dàn karaoke Vidia 3X loa phung chuẩn. Dàn 3X Vidia bao gồm những thiết bị sau: đầu karaoke Okara M10, âm ly E3 D8000, loa karaoke BF Audio UK11 Pro, micro karaoke Navision N52. Khả năng chống hú của dàn tốt hơn hẳn so với các dàn khác cùng tầm giá 35 triệu đồng, hoặc với các thiết bị tự phối ghép với nhau. Âm ly E3 D8000 có những tính năng tương tự một chiếc mixer digital với những cấu hình được cài đặt sẵn cho người sử dụng, giúp các anh em vừa nghe nhạc vừa xem phim chỉ với một dàn âm thanh. Loa BF Audio UK11 Pro, loa karaoke công suất lớn, loa full chuyên nghiệp truyền tải tốt cả 3 giải âm bass, mid, treble cho âm thanh cực chất. Công suất lên đến 1200W, đánh nhạc cực bốc và mạnh mẽ, tiếng nhạc và giọng ca ra loa đầy nội lực. Độ khuếch đại cao, chống âm tốt, làm mát tối ưu từ bên trong, nén điện giải thấp giúp tiết kiệm điện hơn. Đầu karaoke Okara M10 với thiết kế sang trọng, nguồn nhạc khổng lồ, tự động phích lỗi các bài hát cũ nhưng vẫn giữ được chất. Nguồn nhạc online thoải mái hát ca và cập nhật liên tục những bài hát mới nhất. Micro không dây với thiết kế mang vẻ ngoài sang trọng, hiện đại cùng khả năng hút âm cực kỳ tốt. Chống hú lên đến 98%, mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho các anh em. Phụ kiện dây nối theo dàn đều là hàng chất lượng. Với giá 37.950.000, các anh em đã có thể sở hữu cả dàn karaoke để chơi xuân này. Đặc biệt, mừng xuân năm nay, quà tặng trao tay, mua nguyên dàn karaoke Vidia 3X, các anh em còn nhận được những combo quà tặng cực khủng. Giá treo loa và cùng loa trị giá 350.000. Dây loa trị giá 200.000, chân đế micro trị giá 500.000, công lắp đặt tận nơi trị giá 600.000, bảo hành tận nơi 6 kỳ trị giá 600.000, dây AV, dây HD mai xịn trị giá 1.200.000, sách hướng dẫn cân chỉnh âm thanh trị giá 300.000, và đặc biệt bao cân chỉnh trong vòng 1 tuần đầu tiên miễn phí. Ngoài ra, Vidia còn hỗ trợ trả góp, thủ tục nhanh gọn, chỉ cần trả trước 10%, giao hàng miễn phí tận nơi và đổi trả trong vòng 7 ngày nếu do lỗi do nhà sản xuất. Còn chần chờ gì nữa mà không rinh ngay em ấy về nào? Hãy để lại comment bên dưới hoặc gọi đến số hotline 0902 799 186 để được hỗ trợ nhé.